đây, chúng con xin được sơ lược tiểu sử của nữ tu Anê Nguyễn Thị Dầu. Tiểu sử nữ tu Anê Nguyễn Thị Dầu. Nữ tu Anê Nguyễn Thị Dầu sinh ngày 11 tháng 2 năm 1945 trong một gia đình đạo đức tại giáo xứ Mông Ngư thuộc xã Xuân Chính, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ông bà cố của chị đã quảng đại dân chị cho Chúa trong ơn gọi tu trì. Chị Anê gia nhập dòng bến Thánh Giá Phát Diệm năm 1959 và chị đã tuyên khấn lần đầu trong hội dòng ngày 10 tháng 4 năm 1965. Đây là thời gian rất khó khăn. Nhà dòng bị ly tán do biến cố di cư năm 1954 và bom tàn phá năm 1968. Thời gian này, chị phải rời nhà dòng về quê sinh sống, làm việc và phục vụ cộng đoàn giáo xứ quê hương. Sau thời gian phục vụ tại cộng đoàn giáo xứ quê hương, chị trở lại nhà dòng, tiếp tục cùng với một số chị em sống đời tu trì, phục vụ theo linh đạo và đặc dụng của hội dòng. Ngày 14 tháng 9 năm 1992, chị được tuyên khấn trọn đời. Cả cuộc đời của chị là sự hy sinh âm thầm, vui vẻ, hiền hòa, khiêm nhường phục vụ mọi người trong vui tươi và an bình. Hôm nay, chị đã trở về với nơi mà chị đã suốt đời yêu mến. Vào lúc 2 giờ ngày 12 tháng Giêng năm 2023, chị đã hoàn tất cuộc hành trình dương thế trong ơn gọi của một nữ tu bên Thánh Giá và hân hoan ra đi về nhà cha trên trời. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn chị trong lòng xót thương và tình yêu vô biên của người. Kính xin cha đại diện, cha phó đại diện, quý cha, quý thầy và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chị Anê của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Chúng con kính mời cha chủ tế người sự thánh lễ, kính mời cộng đoàn đến. Thưa quý cha, quý tu sĩ, quý chúng sinh, quý chức, quý khách của ông, của bà và tất cả anh chị em, đặc biệt là gia đình nội ngoại của chị Anê. Chị đã sống một đời sống ơn gọi của một người Kitô hữu khi chị đã nhận bí tích rửa tội, và chị đã chọn một con đường, là một con đường chính Chúa Giêsu Ngài đã đi, là một con đường qua thập giá đem lại cho nhân loại ơn cứu độ ra nghiệp sự sống đời đời. Cuộc đời của chị sống một đời sống tu trì, chị luôn luôn gắn bó với thập giá Đức Giêsu Kitô, là chị biết đón nhận thánh ý của Thiên Chúa trong đời sống của mình để kết hợp với Thiên Chúa một cách mật thiết, và chị đã trung thành trong cái đời sống ơn gọi của một người nữ tu. Thực sự trong đời sống của chị, một nữ tu rất là đơn sơ, nhưng mà mẫu gương của chị là đời mời gọi cho tất cả chị em trong hội dòng chúng ta. Nhưng mà chị em của chúng ta, thật sự chị có bỏ một thánh lễ, còn thì chị đã tham dự thánh lễ cho đến là mà Chúa gọi chị về với Chúa, thì phải nói rằng cuộc đời của chị là kết hợp với Chúa qua ánh sáng lời của Ngài và kết hợp với Đức Giêsu Kitô trong bí tích thánh thể. Chị đã trung thành, nhưng mà thực sự là một con người cũng không có tránh được những cái sự khiếm khuyết lỗi lầm. Chúng ta chỉ có biết dâng lên Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi thương xót để nhìn nhận đến nữ tu Anê, nếu chị còn khiếm khuyết lỗi lầm gì, để ban ơn tha thứ để chị được về hưởng tình yêu ơn cứu độ của Ngài. Và Đức Tổng Giám Mục Giuse Giám Quản Giáo Phận chúng ta, Ngài hiểu biết chị
được Chúa gọi về với Chúa, nhưng mà công việc của giáo phận Sa Gòn Ngài đã trở về với Sa Gòn để lo công việc về mục tử đối với cộng đoàn giáo phận. Ngài gửi lời thân yêu với hội lòng của chúng ta và Ngài hiệp ý cùng với chúng ta trong thánh lễ giờ này, và Ngài sẽ dâng thánh lễ để cầu nguyện cho chị An Lê, mà Ngài nói rằng hãy ký thác chị An Lê của chúng ta cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Với tâm tình đó thì buổi lễ chúng ta dâng giờ đây, chúng ta hãy ăn năn sám hối. Tôi thổ nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong nơi thương lời nói nhiều lần và những điều thiếu sót đối tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin đứng làm Maria trong đời đồng sinh, càng thiên thần, càng thanh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Bài trích sách khôn ngoan. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và nỗi thống khổ của sự chết không đụng tới các ngài. Đối với mắt những người không hiểu thì các ngài đã chết, và việc các ngài ra đi bị coi là bất hạnh. Việc các ngài lìa xa chúng ta là rơi vào cảnh diệt vong, nhưng thật ra các ngài đang hưởng bình an. Dẫu theo mắt người đời thì các ngài chịu khốn khổ, nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được bất tử. Sau khi chịu sửa phạt chút ít, các ngài sẽ được hưởng muôn vàn ân phúc, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như của lễ toàn. Thank you.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, không phải tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong nước Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của người sao? Vậy nhờ phép rửa trong sự chết của người, chúng ta cùng được mai táng với người. Để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải sống đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết trong cùng một cái chết giống như người, thì cũng vậy, chúng ta được hợp nhất trong sự sống lại giống như người. Chúng ta biết điều này là con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh vào thập giá, để thân xác tội lỗi bị hủy diệt. Ngõ hầu chúng ta không còn là nô lệ tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với người. Chúng ta biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, người không còn chết nữa, sự chết không còn thống trị được người nữa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: lòng các con đừng xao xuyến, các con tin vào Thiên Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Thomas nói với người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là nơi Chúa. Người ta thường nói cuộc đời là một chuyến đi. Đúng vậy, cuộc đời là một chuyến đi, nhưng nó rất khác nhau. Mỗi cuộc đời rất khác nhau, nó khác nhau bởi cái sự xác tín và niềm hy vọng, ý thức về mình sẽ đi tới đâu, cái hướng đi như thế nào và cách thức đi trên đường ấy là sao để tới được cái đích. Ý thức về niềm tin tôn giáo
nơi chúng ta gọi là đức tin. Trong cái đợt lời trần tình của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe nơi đi mừng thánh của Gioan, chúng ta thấy sự xác tín của Chúa Giêsu thật rõ ràng, và Chúa công bố cái lời động viên an ủi các môn đệ trước khi chịu nạn chịu chết: lòng các con đừng xao xuyến. Các con xao xuyến bởi như lời ông Tô-ma hỏi: thưa thầy, chúng con không biết thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa chẳng giấu lại cho các ông để các ông xác quyết cái dấu mốc, cái hướng đi trong cuộc đời của mình. Đó là thầy của cha mà, và bây giờ thầy sẽ trở về với cha. Rồi thầy ở đâu, các con cũng ở đó. Rồi thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Chúa Giêsu vừa là người dẫn đường, người đi đầu, người mở lối cho những ai theo ngài, nhưng đồng thời ngài cũng chính là con đường. Ai tin vào ngài thì sẽ được sống và sống đời đời. Thành thực ra, thưa anh chị em, đây chính là xác quyết cho cả cuộc đời Kitô hữu. Hành trình của họ được khởi đi từ đức Kitô, hướng theo đức Kitô, sẵn theo sự dẫn dắt của ngài và có ngài đồng hành mỗi ngày. Vì thế, hành trình trên dương thế này được coi là nơi đạo trú. Nhà cha mới là nơi thường trú. Đồng thời, người ta đồng hành với nhau, hiệp hành với nhau trong giáo hội, trong cộng đoàn. Có Chúa Giêsu đi cùng. Chỉ trong 10 ngày của em chị em, mùng 3 và hôm nay 13, chúng ta chứng kiến hai đạo đạo. Một đạo đạo đã chứng kiến trên mạng, đạo đạo đến thanh tra Benedicto thứ 16. Cũng quan tài với màu mộc như thế này, hình dáng có khác chút không? Giáo hoàng xét theo nghĩa của trần gian ở trên đỉnh vinh quang, đám đang ra nhìn thấy cố quan tài của ngài nằm sát gần như sát mặt đất, cách khoảng 10 mét. Đơn giản không có đi hoa như thế này nữa. Nó nói lên cái sự trần trụi của kiếp người. Cái đích đến nó là gì? Và hôm nay chúng ta thấy cũng có quan tài đơn sơ giản dị như cuộc đời người đứng tu bên thánh giá. Hai đám tang có nhiều điểm khác nhau. Chẳng ai sẵn sàng vì một đứng tu bên thánh giá phát triển với đức thánh cha Benedicto, nhưng ở đây có một điểm chung, đó là cả hai vị đã đi cùng con đường mà Chúa Giêsu đã hoạch, đã trăn trối cuộc đời, và con đường này chính Chúa đã đi, con đường Giêsu. Con đường Giêsu có hai nét chính: nét nhập thể và nét cứu chuộc. Nhập thể là mặc lấy thân phận con người, mặc lấy trọn vẹn những bất toàn yếu đuối của con người để cứu chuộc qua cái chết phục sinh của mình, nâng con người lên hàng con cái Thiên Chúa. Ai đi vào con đường này
cũng phải đón nhận nhập thể và tham gia. Nữ tu An Lê Nguyễn Thị Dậu theo đạo phó và sơ lược lại cuộc đời của chị như chúng ta vừa nghe đầu đây. Chị sinh vào 11 tháng 2 1945 năm Tân Sửu. Sinh ra đã khá nặng đói. 6 tháng tuổi, tức là tháng 8 năm 1945, nặng đói đã đang giảm đi. Chúng ta đọc lịch sử chúng ta sẽ thấy điều ấy. Đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu khá sớm, đi vào dòng khấn lần đầu năm 20 tuổi, ở cái tuổi mà chúng ta hay gọi là tuổi 20 nêu dấu, thì cũng chính là những năm tháng phải vật lộn với khó khăn của đời tu. Nay ở nhà dòng, mai phải nhảy bờ rào chạy trốn, nào là chiến tranh loạn lạc, đôi khi lại phải về nhà quê sống như một người bình thường, đâu còn giờ chung của cộng đoàn. Bao đau khổ với thời cuộc. Rồi nếu ai sống gần chị, như cho đại diện của nó đâu đấy, cái nỗi chung nhất ở đời chị, đó là lòng yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể không bỏ một lệ nào. Rồi cả cuộc đời tận tụy âm thầm, không có làm được điều gì vang dội. Thưa anh chị em, âu đấy cũng là những điều nói lên cái tính đơn giản của người đi vào con đường của Giêsu, chết đi cho chính mình và sống theo lời mời gọi yêu thương của Chúa. Hôm nay nữ tu An Lê hoàn tất hành trình dương thế. Hoàn tất hành trình dương thế sau 78 năm. Cô con gái nằm đây im lặng. Nhưng mà nó là cái dấu mốc. Dấu mốc cho bất cứ ai tới thăm viếng. Im lặng đấy, nhưng nói với chúng ta thật nhiều. Bởi cuộc đời người này đã đi chọn con đường mà Chúa Giêsu đã chỉ ra, đã dẫn chúng ta đi và chúng ta đang đi. Hôm vừa rồi Đức Tổng xuống xe có chia sẻ về cái chuyến bay của ngài. Ngài bay từ trong Nam ra, mà đang bay như thế, động cơ vẫn đang chạy, vậy mà máy bay bị hỏng rồi vì không khí bị loạn. Nhiều khi ta chỉ để ý đến động cơ mà không để ý đến cái rất quan trọng, đó là không khí. Cái mà ta không trông thấy, cái không trông thấy lại là cái quan trọng. Những tiếng vang rộn, những đỉnh cao, nhiều khi không phải là cái quan trọng. Cái quan trọng, cái cốt yếu, nó vẫn là con đường âm thầm của Giêsu. Đức Thánh Cha Benedicto trước khi qua đời vào 9:34 sáng ngày 31 tháng 12 năm ngoái, ngài đã thốt lên một tiếng đức: lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Nó như là lời tóm gọn lại cuộc đời của một vị mục tử. Bao nhiêu vinh quang, bao nhiêu công trình, nếu không có cái lòng này, yêu mến này,
thì đều vô giá trị. Thưa anh chị em, vậy là đi trên con đường Giê-xu, chúng ta có những người đi trước, ông bà tổ tiên, cha mẹ, và hôm nay con đứng thức ăn này, nó như là cái dấu mốc đường cho chúng ta, đánh dấu cái mốc đường cho chúng ta để đi đúng đường, đúng hướng, đi theo sự hướng dẫn của Chúa Giê-xu. Xin cho chúng ta biết quý trọng những sự âm thầm, đơn giản, nhưng nổi bật lên cái lòng yêu mến Chúa, gắn bó với con đường Chúa Giê-xu đã đi. Được như thế thì tất cả sẽ đem lại giá trị ơn cứu độ cho chúng ta và cho anh chị em. Xin Chúa thương chúc lành cho tất cả anh chị em, và chúng ta cầu nguyện xin Chúa đón nhận nữ tu Anne vào hướng tôn nhan Chúa. Anh chị em thân mến, Chúa Giê-xu Kitô đã chết và đã sống lại là niềm hy vọng của chúng ta. Chị nữ tu Anne đã dâng hiến cuộc đời như một quả lễ dâng lên Chúa với niềm tin rằng và hy vọng sự sống đời đời. Chúng ta cùng hiệp dâng lên Chúa những lời nguyện xin. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Xin cho những người đã lãnh nhận bí tích Thánh Thầy luôn trung thành đến cùng trong đức tin và lòng mến để xứng đáng lãnh phần thưởng muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Người con thì được sống muôn đời. Xin cho người chị em của chúng ta là nữ tu Anne khi còn sống đã hết lòng phụng thờ Chúa và chọn cuộc đời bước theo người trong linh đạo mình thánh giá, giờ đây được Chúa tha thứ mọi lỗi lầm và được vui hưởng hạnh phúc Chúa hứa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ. Xin cho thân bằng quyến thuộc của chị Anne được Chúa thương an ủi, biết đặt trọn niềm tin thác vào Chúa, dâng nhiều hy sinh và lời cầu nguyện cho chị Anne sớm được hưởng hạnh phúc muôn đời. Chúng ta cùng cầu xin. Chúa đến cùng để được chung hoàn hạnh phúc Chúa hứa.
Thank you.
thành giáo tội chúng con, nhưng xin thì để đức tin của hội thánh Chúa sẽ lại cho pháp cho hội thánh đầu kỳ khác và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Thời gian của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Ôi đứng kia tôi, Chúa đã chia.
Và sau đây là những địa điểm chúng con kính mời quý cha, quý thầy
có tâm linh hồn người chị em chúng con trong tay cha, với niềm hy vọng chắc chắn người chị em này sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ cha về những ân huệ dồi dào cha đã ban cho tôi tớ cha khi người chị em còn sống trong cuộc đời trống qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lời Chúa xin thương xót lắng nghe lời chúng con thật khờ mà mở cửa thiên đàng cho tôi tớ Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết những người lẽ đức tin và an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được gần trong Chúa Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người chị em này sống mãi mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.